Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Đây là thời điểm mà chúng ta biết, chúng ta đã cuối ở thời điểm năm 2019 kỷ hợi và bước sang năm 2020 canh tí. Cái việc mà nắm bắt được cái yếu tố thiên khí của một năm 2020 như thế nào, chúng ta ứng dụng phong thủy vào trong cuộc sống để giúp cho cái ngôi nhà, bản thân chúng ta sống trong ngôi nhà đó trở nên sức khỏe, hanh thông, mọi sự thuận lợi, đó là một trong những cách tuyệt vời chúng ta ứng dụng phong thủy đó. Và cái việc mà ứng dụng phong thủy, chúng ta cần phải phân định được cái việc đối với phong thủy chúng ta có thể chia ra làm hai trường phái rất lớn, đó là loan đầu và lý khí. Với cái việc đó, chúng ta ứng dụng phong thủy theo loan đầu, chúng ta có thể nhìn thấy ngay những yếu tố cách cục hình thế bên trong và bên ngoài ngôi nhà chúng ta, nó có yếu tố tác động đến phong thủy ngôi nhà chúng ta như thế nào. Nhưng đối với yếu tố về phong thủy lý khí thì việc này chúng ta cần có những cái kiến thức nhất định về cái việc phân tích về cái yếu tố về địa khí và thiên khí để nắm bắt được cái vận khí của ngôi nhà và bản thân của ngôi nhà, cũng như các thành viên sống trong ngôi nhà đó ra làm sao. Trong chuỗi video này, Đức Trung xin phép sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị những yếu tố liên quan đến thiên khí xoay quanh kích thước của huyền cung phi tinh để mà phân tích đến yếu tố vận khí của ngôi nhà chúng ta trong năm 2020 canh tí như thế nào. Trong chuỗi những video trước, chúng ta đã nhắc đến các cái hướng nhà, đó là hướng Nam và hướng Bắc, với cái việc vận khí của năm 2020 ra làm sao. Và ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến cái hướng đó là hướng Đông. Như các cô chú anh chị biết, chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8. Trong cái hạ nguyên vận 8 kéo dài từ năm 2004 cho đến năm 2023. Và hiện tại năm 2020 canh tí, chúng ta biết là thất xích phá quân sẽ nhập vào trung cung. Phi tinh ra thì các cô chú anh chị sẽ thấy rằng là thất xích phá quân nhập trung cung thì sao bát bạch tái tinh sẽ đáo đến phương Tây Bắc, cửu tử sẽ đáo đến phương Tây, nhất bạch tái tinh đáo đến Đông Bắc, nghĩa bệnh phù đáo phương Nam, tam bích thị phi đáo đến phương Bắc, tứ lục văn xương đáo đến phương Tây Nam, ngũ hoàng đại sát đáo đến phương Đông, và lục bạch ngũ khúc sẽ đáo đến phương Đông Nam ở trong ngôi nhà của chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nói đến cái hướng Đông, hay là cái phương vị Đông trong ngôi nhà chúng ta cũng vậy. Nói đến hướng Đông năm 2020 đó là sao ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng Đông. Như các cô chú và anh chị biết rằng là ngũ hoàng đại sát là sao số 5 trong hệ thống cửu tinh, đây là sao gọi là đại hung tinh, hay tên khác còn gọi là sao liêm trinh. Sao ngũ hoàng đại sát mang yếu tố về sát khí, chủ về cái việc đó là kiện tụng, cãi cọ, mất người, mất của, phá tài, phá đình, tổn hao tài sản, thậm chí là tổn đình. Do đó rằng là cái việc mà chúng ta hiểu rõ về cái sự sát khí của ngũ hoàng đại sát đến hướng hoặc đến phương vị mà chúng ta có cái phương án để mà hóa giải, thì đây là một trong những cách mà ứng dụng phong thủy rất tuyệt vời. Nếu như cái điều này chúng ta không có biết mà chúng ta đụng chạm đến cái sát khí của ngũ hoàng đại sát thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Ví dụ xây cái nhà năm 2020, xây cái nhà hướng Đông là một điều vô cùng hưng họa, và nó sẽ sớm có chuyện đối với những ngôi nhà mà xây cái nhà hướng Đông này. Do đó rằng là trong những chuỗi video mà Phong Thủy Thái Nguyên đã phân tích đến yếu tố vận khí của từng phương và phân tích đến yếu tố về khai sơn lập hướng, thì ngũ hoàng đại sát là một trong năm đại sát khí mà chúng ta cần phải tránh đối với việc xây nhà. Và năm 2020 ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng Đông, do đó chúng ta xây cái nhà mà tọa tây hướng Đông tuyệt đối chúng ta không nên làm, bởi xây cái nhà như thế không khác gì chúng ta đón toàn bộ cái sát khí của cả một cái ngôi sao rất lớn vào, thì cũng không khác gì chúng ta xây cái nhà mà mở người ta chúng ta nhìn ngay là bãi rác. Thì đó là một trong những cái vô cùng hung họa mà ngũ hoàng đại sát chúng ta cần phải tránh. Vậy thì năm 2020 ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng Đông thì nó mang lại cái yếu tố về vận khí như thế nào? Ngũ hoàng đại sát ngũ hành thuộc thổ, và năm 2020 nó đáo đến phương Đông, đây là sao mà mang lại yếu tố về hung họa, tổn đinh, tổn người, cãi cọ, kiện tụng và phá tài, rất là nguy hiểm, nằm trong đại sát tinh trong hệ thống cửu tinh luôn. Và mang cái việc đó là năm 2020 đáo đến phương Đông là ngũ hành thuộc mộc, bởi thế cho nên là mang yếu tố tương khắc với lại ngũ hành, do nên hung họa lại càng thêm hung họa. Và phương này nếu mà náo động thì hẳn là sẽ có tai ách xảy ra, bởi thế cho nên chúng ta xây cái nhà hướng Đông, tức là chúng ta động thổ lên ngôi nhà hướng Đông, không có gì chúng ta đang động vào cái sát khí của ngũ hành đại sát, không có gì chúng ta chọc vào cái tổ ong, chúng ta phá cái tổ kiến để nó bung bét ra, thì điều này vô cùng nguy hiểm và mang lại cái tai họa khôn lường. Đồng thời rằng là tuế hình với lại cả thái tuế nữa, cho nên lại càng thị phi, nên đặc biệt lưu ý. Do đó rằng là cái yếu tố về ngũ hành đại sát đáo lên hướng Đông mà chúng ta động chạm đến thì nhẹ thì chúng ta có thể biết rằng là bệnh tật và tai họa, nặng thì chúng ta biết rằng là mất đinh mất người. Do đó phương vị này hoặc là cái hướng nhà này cần tuyệt đối giữ tĩnh và không được động, giữ sạch sẽ và không để bừa bộn, để tránh việc hung họa của ngũ hoàng đại sát nó phát tác thì nó sẽ càng thêm nguy hiểm. Do đó rằng là để mà hóa giải cái việc mà đó là ngũ hoàng đại sát mà đáo đến cái hướng nhà đó, hướng Đông của ngôi nhà chúng ta, thì chúng ta nên chú ý là dùng những cái phương án liên quan đến việc hóa giải, cũng như tiết khí thêm cái tiết khí đi cái ngũ hành thuộc
thổ của ngũ hành đại sát. Bằng cách này chúng ta sử dụng những cái vật phẩm mang yếu tố bằng thổ, tức là bằng đất, đồng thời quan niệm những chi tiết bằng kim để mang yếu tố tương hợp với ngũ hành, cũng như là thổ sinh kim sẽ mang yếu tố tiết khí đi cái sát khí của ngũ hành đại sát. Tránh việc chúng ta lại sử dụng những cái món vật phẩm bằng mộc để mộc khắc thổ thì lại càng tăng thêm yếu tố hung họa này. Do đó rằng là đối với cái ngôi nhà mà hướng đông năm 2020 thì chúng ta tuyệt đối tại cái phía trước của nhà, tức là phương đông ấy, chúng ta tuyệt đối phải giữ sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ luôn trong năm 2019 này đi, giữ nó gọn gàng, không có được làm động cũng như là không có được làm quấy động cái phương vị và hướng đông này lên. Và đồng thời chúng ta sử dụng cái vật phẩm đó là sử dụng cái sâu, đó là sâu ngũ phúc hoa mai chúng ta treo trước cửa nhà, hoặc là sử dụng cái năm cái đồng tiền hoa mai gọi là ngũ phúc lâm môn để chúng ta xử lý yếu tố sát khí của ngũ hành này. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng cái phương án đó là sử dụng 5 đồng hoa mai rời gọi là ngũ phúc lâm môn chúng ta xả tại cửa nhà để hóa giải. Theo thứ tự đó là khi mà đồng đầu tiên gửi ra nó phải là đó là mặt hình, đồng tiếp theo nó cũng sẽ là mặt hình, đồng ở giữa là mặt chữ và hai đồng tiếp theo nữa cũng sẽ là mặt hình, tức là hình chữ hình để mà hóa giải yếu tố sát khí của ngũ hành đại sát. Về cái việc sử dụng vật phẩm như thế nào thì các cô chú anh chị có thể kết nối với các trợ lý của thầy Tâm Nguyên để mà được hướng dẫn một cách chi tiết. Do đó rằng là cái việc mà lưu tâm sử dụng những cái vật phẩm trong cái năm 2020 cái tí, đặc biệt đối với nhà hướng đông, thì các cô chú anh chị nên cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Ngoài ra chúng ta nên sử dụng cái thảm màu vi để mà đặt trước cửa nhà để mang yếu tố ngành kim để thổ sinh kim, nước tiết khí đi cái yếu tố về của ngũ hành đại sát, thì cái điều này nó sẽ giảm những cái hung họa trong cái vận khí trong cái hướng đông năm 2020. Tuyệt đối giữ tĩnh lại cái phương vị này, cái hướng nhà này, đặc biệt là những thành viên ở trong ngôi nhà mà mang yếu tố về nạp âm thổ mà tương hợp với lại ngũ hành của ngũ hành đại sát thì càng thêm chú ý đến cái năm 2020 tới. Bởi vậy cho nên rằng là trên đây là cái video mà Đức Trung phân tích đến các cô chú anh chị cái vận khí của cái nhà hướng đông năm 2020 với cái việc sau ngũ hành đại sát đáo đến, để mà nghiên cứu chi tiết hơn các cô chú anh chị cũng có thể là sử dụng và liên lạc đến các đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên để sử dụng cái cuốn kích tài lộc như thế này để mà nghiên cứu cách kỹ lưỡng, cũng như là liên lạc đến số 1900222 và nhân số 2 để được hỗ trợ. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng có thể mang bản vẽ của gia đình mình đo đạc độ số hướng nhà để đến với văn phòng của phòng tuyển viên tại Hà Nội, phòng 50 tòa nhà 34D đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, để đội ngũ trợ lý thầy Tâm Nguyên tư vấn một cách kỹ càng nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những chuỗi video tiếp theo.